Theo ghi nhận, vào đầu buổi học hay giờ tan trường, rất dễ thấy cảnh học sinh điều khiển xe máy phân phối lớn đến trường. Ở khu vực các trường trung học phổ thông Gia Nghĩa, trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, phần lớn xe máy các em sử dụng đều có dung tích lớn và chưa có giấy phép điều khiển xe máy. Điều đáng nói là các em học sinh không chỉ vi phạm luật giao thông khi chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, mà còn vi phạm không đội mũ bảo hiểm, chạy xe lạng lách, chở quá số người quy định. Tình trạng này đã kéo dài từ đầu năm học tới nay. Đầu năm học thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên thì đội cảnh sát giao thông thành phố đã phối hợp với các ban ngành rồi là phòng giáo dục và các trường học trên địa bàn đã tổ chức tuyên truyền pháp luật rồi đối với các cháu học sinh. Hiện nay thì một số tình trạng các cháu học sinh vẫn còn tình trạng là đi xe phân khối lớn đến trường. Có nhiều lý do được các em học sinh và phụ huynh đưa ra như nhà xa trường, đi xe máy cho chủ động thời gian, cha mẹ làm dẫy không có điều kiện đưa đón. Do bố mẹ em đi làm rẫy nên giờ em phải đi xe đến trường. Với lại nhà em cũng xa nên mới đi. Điều kiện nó giờ ba đứa đi học mà giờ tiền thì bố mẹ phải đi cái xe rách đây đưa cho con đi học xuống đến đây đến giờ con chưa đi được. Mà bây giờ mua ba cái xe 50 thì tiền ở đâu mà mua? Thì cô lấy cái xe của bố đi học. Chứ còn hai đứa chở nhau đi học. Trước tình trạng trên, đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Gia Nghĩa đã vào cuộc xử lý ngăn chặn. Chỉ sau khoảng hơn 1 giờ làm việc trên đường Quang Trung, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hàng chục em học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe gắn máy phân khối lớn tới trường. Về giải pháp thời gian tới, đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Gia Nghĩa sẽ phối hợp với nhà trường và các hộ dân xung quanh trường ký cam kết không nhận trông giữ xe trên 50 phân khối đối với học sinh. Ngoài ra, đơn vị cũng đề nghị các bậc phụ huynh cần kiên quyết không giao xe phân khối lớn cho các em học sinh chưa đủ điều kiện để điều khiển nhằm đề phòng xảy ra tai nạn gây hậu quả đáng tiếc. Thì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và hạn chế cái việc là tai nạn giao thông xảy ra thì đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã tham mưu lãnh đạo công an thành phố ban hành kế hoạch và triển khai mạnh quyết liệt xử lý nghiêm tất cả các cái trường hợp các cháu học sinh còn tình trạng là chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông hoặc là điều khiển giao thông phân khối lớn đến trường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa các cái vụ tai nạn giao thông xảy ra để đảm bảo cho các cháu học sinh đến trường đảm bảo an toàn. Thiết nghĩ để ngăn chặn hiệu quả việc học sinh đi xe máy đến trường phải có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng, trong đó gia đình đóng vai trò quyết định. Có thể nói an toàn giao thông trong học đường phải xuất phát từ nhiều phía. Ngoài nhà trường thì trách nhiệm của các bậc phụ huynh là rất quan trọng. Khi ý thức văn hóa giao thông được nâng cao thì những hình ảnh học sinh vi phạm sẽ không còn diễn ra.